Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã có hình thức kỷ luật đối với Hồ Hoài Anh. Nghệ sĩ ưu tú Cồ Huy Hùng, trưởng khoa âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã chia sẻ những thông tin mới nhất về trường hợp của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Theo đó, nghệ sĩ ưu tú Cồ Huy Hùng cho biết, nhà trường đã họp và có hình thức kỷ luật đối với giảng viên Hồ Hoài Anh. Về những thông tin khác, ông Cồ Huy Hùng cho biết trong thời gian tới học viện sẽ có những thông tin chính thức. Phòng tổ chức của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cũng thông tin, hiện tại, ban giám đốc học viện đã họp xong và đang giữ hồ sơ của giảng viên Hồ Hoài Anh. Chưa gửi lại phòng tổ chức để làm các bước tiếp theo. Ngày 16 tháng 8 vừa qua, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã có buổi trình diện với ban giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam về việc đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức theo luật viên chức. Nghệ sĩ ưu tú Cồ Huy Hùng cho biết, trường sẽ xử lý nội bộ và đúng theo quy định của luật viên chức. Trước đó, ông Lê Anh Tuấn, giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã yêu cầu khoa âm nhạc truyền thống trực tiếp quản lý Hồ Hoài Anh liên lạc và làm việc với nhạc sĩ sau khi về nước. Phía học viện cũng yêu cầu năm nhạc sĩ phải trình diện vào ngày 15 tháng 8 để làm việc. Tuy nhiên, vì bận việc cá nhân nên Hồ Hoài Anh xin phép ban giám đốc dời lịch sang 10 giờ sáng ngày 16 tháng 8. Về hình thức kỷ luật, giám đốc học viện nói rằng sẽ làm việc với Hồ Hoài Anh trước khi đưa ra hình thức cụ thể. Ngày 1 tháng 7, ban giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm xử lý vi phạm các quy định của giảng viên đàn bầu khoa nhạc cụ truyền thống Hồ Hoài Anh, ghi biên bản gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Toàn thể ban giám đốc đã thống nhất đề xuất lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng xử lý đối với giảng viên, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là tạm đình chỉ công tác đợi kết luận điều tra chính thức. Ngoài đề xuất này, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam còn xem xét kỷ luật, trừ thi đua, với lỗi đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức của Hồ Hoài Anh theo luật viên chức. Trường hợp nếu Hồ Hoài Anh phạm tội như bị cáo buộc thì tới đây hội đồng kỷ luật của nhà trường sẽ phối hợp cùng vụ tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xem xét, cân nhắc đưa ra hình thức kỷ luật nghiêm minh.